Cách bảo quản trứng cả tháng không cần tủ lạnh Trứng là thực phẩm bổ dưỡng, dễ chế biến nên nhiều gia đình có thói quen mua tích trữ để sử dụng dần Nhưng không phải ai cũng biết cách bảo quản trứng sao cho đúng Dưới đây là cách bảo quản rất hay mà không cần tủ lạnh Cùng mẹo vặt cuộc sống xem qua nhé Số 1. Dùng vỏ trấu Dùng vỏ trấu là một trong những mẹo bảo quản trứng không cần tủ lạnh rất hiệu quả Bạn hãy rải vỏ trấu khô hoặc mùng cưa vào thùng giấy sạch xếp một lớp trứng lên trên rồi tiếp tục rác một lớp trấu, cứ như thế cho đến khi hết trứng. Đặt thùng trứng ở nơi khô ráo, thoáng mát. Cách này có thể giúp bạn bảo quản trứng trong vài tháng, nên kiểm tra trứng khoảng 20 ngày một lần. Số 2. Dùng muối khô mịn. Hãy chuẩn bị một thùng gỗ, rắc một lớp muối dưới đáy thùng rồi xếp trứng vào, cứ một lớp trứng lại một lớp muối. Lưu ý phủ kín khoảng trống giữa các quả trứng bằng muối. Cách này có thể bảo quản được trứng trong một năm khi ăn sẽ không sợ mặn. Số 3. Dùng cám gạo. Lấy một thùng gỗ hoặc hũ xanh, rải một lớp cám gạo dày xuống dưới. Sau đó xếp trứng lên trên, cứ một lớp cám lại đến một lớp trứng. Lớp trên cùng bạn rải một lớp cám dày đậy nắp cho kín. Cứ cách 10 ngày lại đảo một lần để tìm ra quả trứng có thể bị biến chất. Cách làm này có thể giữ trứng tươi từ 4 đến 6 tháng nhé. Số 4. Dùng giấy báo. Dùng khăn giấy mềm lau sạch các vết bẩn bên ngoài quả trứng. Sau đó vo mềm giấy báo, bọc kín từng quả trứng một xếp trứng vào rổ thưa để ở nơi khô ráo, thoáng khí. Đây là mẹo có thể giúp trứng tươi ngon trong vòng 1 đến 2 tháng. Số 5. Quét dầu lên vỏ trứng. Bạn chỉ cần quét một lớp dầu thực vật mỏng lên vỏ trứng rồi xếp vào khay, bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát, nhiệt độ trong khoảng 25 đến 32 độ C. Với cách này trứng sẽ tươi ngon trong vòng 1 tháng. Số 6. Để trứng cùng với các loại đậu, thêm một cách bảo quản trứng đơn giản mà sử dụng được lâu chính là giữ trứng chung với các loại đậu bạn có thể dùng đậu nành đậu xanh đậu đen đều được lưu ý khi bảo quản trứng bạn không nên rửa trứng mà chỉ nên dùng khăn mềm ẩm nhẹ nhàng lau sạch từng quả nên xếp trứng thẳng đứng đầu to hướng lên trên đầu nhỏ quay xuống dưới để lòng đỏ không dính vào vỏ trứng trên đây là các cách bảo quản trứng tươi ngon cả tháng mà không cần tủ lạnh hãy thử áp dụng nhé hãy áp dụng mỗi khi lau sàn nhé hy vọng với những chia sẻ của mẹo và cuộc sống sẽ giúp ích cho tất cả mọi người cảm ơn các bạn đã theo dõi video cho giúp mình một like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé chúc các bạn vui vẻ